Còn đội ngũ phía trước có vấn đề là sư hổ kiếm thánh bằng vào sức một người có thể tiêu diệt hết đối thủ và chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội đó. Đường Tam chọn đội phía trước, vì vậy sư hổ kiếm thánh xuất hiện trước mặt bọn họ, đồng đội của hắn cũng không yếu, ba tên bát giai, một tên cửu giai sơ kỳ, chỉ là bốn tên này không cùng chủng tộc. Tiếng hoan hô đình tài nhức óc, tất cả đều dành cho sư hổ kiếm thánh. Trong thành gia lý, ở trong đấu thú tràng, sư hổ kiếm thánh được vô số người ủng hộ, hắn thậm chí được xem là đối tượng được thiếu nữ hai tộc sư hổ muốn gả cho nhất. Sư hổ kiếm thánh làm ngờ trước những tiếng hoan hô này, sau khi im lặng lướt qua đối thủ, hắn từ từ nhắm mắt lại. Đối với hắn, đối thủ là ai không quan trọng, dù sao hắn sẽ đánh bại đối phương, giết chết đối phương, sau đó tiếp tục đi trên con đường của mình. Tâm trí của hắn đã bay ra khỏi thành gia lý, phiêu du ra thế giới bên ngoài, hắn đang tìm kiếm con đường thành thần thuộc về chính mình, hắn vô cùng kiên định rằng mình có thể tìm được, hắn phải chứng minh cho hai đại hoàng kim gia tộc rằng một đứa tạp chủng như hắn còn mạnh hơn nhiều so với đứa được gọi là thuần chủng, nhưng tủi nhục này phải chịu khi còn bé, hắn sẽ trả lại từng cái một. Hai đại tộc gia tộc này muốn lôi kéo hắn thật sự là chuyện nực cười, bởi vì bọn họ không biết hắn đã coi bọn họ như kẻ thù mà đối đãi. Trận quyết chiến đấu ngày hôm nay, chắc chắn mọi người đã mong chờ từ lâu, sau trận chiến này nhất định có một bên trở thành quý tộc, còn bên kia có lẽ sẽ chết. Chiến đội xử lè các đường mệnh danh là niềm tự hào của nhân loại, bọn hắn cùng nhau tiến lên, một đường chiến thắng cường địch, liên tiếp làm nổ đầu đối thủ, cuối cùng đứng ở đây ngày hôm nay, mà chiến đội vô địch, đúng vậy, chiến đội vô địch của chúng ta cũng cùng nhau đi tới, tung hoành vô địch. Theo ta, sự vô địch này sẽ tiếp tục kéo dài. Sư hổ kiếm thánh vô địch, vô địch, vô địch. Nói xong, tên chủ trì đã điên cuồng gào thét. Cho nên trận chiến này ta tin rằng chiến đội vô địch sẽ chiến thắng. Các vị khách quý còn chần chừ gì nữa? 3 phút, ta cho là chỉ cần 3 phút, sư hổ kiếm thánh vĩ đại của chúng ta sẽ nhẹ nhóm chém đôi người đối thủ, kết thúc trận chiến chắc chắn. Mọi người nhanh đặt cược nào. Mà nhân loại ngu ngốc đặt cược cho chiến đội xử lý khác, các người nhất định sẽ thất vọng. Phụ thuộc mãi mãi chỉ là phụ thuộc mà thôi. Những âm thanh tràn đầy khinh miệt của người chủ trì không chỉ vang vọng trong đấu thú tràng mà còn truyền ra bên ngoài. Do đó bên ngoài đấu thú tràng có vô số tiếng hò hét vang lên. Đó là âm thanh phẫn nộ cũng không cam lòng, mà âm thanh phức tạp pha trộn nhiều cảm xúc của những người mang theo hy vọng nhưng lại vì sợ hãi mà lo lắng. Các yêu quái tộc ở trong đấu thú tràng sôi trào, vô số tên đã đặt cược 3 phút vì lời nói hò hét của người chủ trì. Những bàn đặt cược chắc chắn trong nháy mắt đã tập trung số tiền lớn trước đây chưa từng có. Khóe miệng người chủ trì hếch lên, mục tiêu của nó đã đạt được. Nó đương nhiên tin rằng chiến đội vô địch chiến thắng, nhưng mà nó biết rằng sư hổ kiếm thánh đã nhận được chủ ý ở trong 3 phút phải để đối thủ sống. Chân chính chắc chắn chính là đấu thú tràng mới đúng. Song phương lúc này đều đã vào sân, đối mặt ở một khoảng cách xa. Sư hổ kiếm thánh cầm trong kiếm trong tay đã mở mắt ra, ánh mắt bằng lãnh mà bình tĩnh ngẩng đầu nhìn phía đối diện. Ánh mắt của hắn rơi xuống trên người của Vũ Băng Ký, người đứng đầu chiến đội xử lý khác. Trong nháy mắt khi mà tiếp tục với ánh mắt của đối phương, Vũ Băng Ký lập tức cảm thấy tinh thần của mình bị đông cứng lại. Đó là một loại sát khí vô hình, càng là tinh thần chấn nhiếp, hắn dường như đã cảm nhận được thân thể của mình bị xé rách. Sư hổ kiếm thánh cường hãn như vậy sao? Dù đã biết trước chiến tích đáng sợ của vị trước mắt này, nhưng khi lựa chọn, Đường Tam vẫn bình tĩnh làm bọn họ không suy nghĩ nhiều. Nhưng khi thực sự đối mặt với vị cường giả bách chiến bách thắng này, Vũ Băng Kỳ mới hiểu được rằng hắn mạnh mẽ như thế nào. Đúng vào lúc này, một bóng người từ bên cạnh hắn đi xa tiến lên một bước, đứng ở trước người của Vũ Băng Kỳ. Lập tức Vũ Băng Kỳ cảm thấy toàn thân nhẹ hơn, uy áp làm cho hắn run rẩy và sợ hãi đã biến mất không còn tung tích. Che chắn trước người hắn chính là Đường Tam. Đường Tam đeo mặt nạ, ánh mắt cũng bình tĩnh không chút dao động. Sát khí ngập trời bao phủ lấy hắn đã biến mất như trồ đất xuống biển, không có bất kỳ tác dụng trấn nhiếp nào đối với hắn. Ánh mắt của sư hổ kiếm thánh khẽ nhúc nhích. Đối với trận chiến này hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều, nhưng lúc này số cuồng cũng đẩy lên trên một chút hứng thú trong lòng. Chiến thuật của chiến đội xử lý khác với trận này rất đơn giản. Trước tranh tài ngày hôm nay, Đường Tam đã bố trí xong. Sư hổ kiếm thánh cường đại nhất giao cho hắn, bốn tên còn lại thì thuộc về bốn người Vũ Băng Ký. Dù trong bốn tên kia có một tên cửu giai, ba tên bát giai, nhưng bọn họ có được một người huyết mạch cấp 1, hai người huyết mạch cấp 2 cùng một người huyết mạch cấp 3 nhưng không chế bằng nguyên tố cường đại. Nếu bốn người Vũ Băng Kỳ không cách nào đối kháng được thì chẳng phải những cố gắng trước đó đã uổng phí sao?
Tay phải Đường Tam hư không nắm lấy, một quang mang màu đỏ sậm sáng lên, một thanh kiếm chỉ xuất hiện, chính là phá thiên chùy. Từ khi có được thanh phá thiên chùy này, Đường Tam đều dùng nó rèn đúc ra hoặc là phụ trợ tu luyện tinh thần lực, hầu như rất ít khi dùng để chiến đấu. Hôm nay nó lại xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy sư hổ kiếm thánh, Đường Tam liền hiểu với tu vị hiện tại, hắn muốn chiến thắng đối thủ chỉ sợ phải dùng vũ khí mới được. Được Đường Tam đưa ra đánh giá như vậy, có thể thấy được vị sư hổ kiếm thánh này có thực lực cường hãn như thế nào, thậm chí có thể vượt qua dự đoán của Đường Tam. Tranh tài bắt đầu, người chủ trì cao giọng hô, tuyên bố trận đấu cuối cùng bắt đầu. Bốn tên đồng đội bên người của sư hổ kiếm thánh cơ hồ đồng thời phóng người lên, vọt tới chỗ chiến đội của Sử Lai Khắc. Quang mang lập lòe dưới chân của Độc Bạch, trận văn màu vàng trải sống chính là Thăng Linh Trấn, linh khí nồng đậm bị hắn dẫn dắt đến rót vào cơ thể các đồng bạn. Đúng vậy, trước khi trận đấu này bắt đầu, vì muốn bọn họ có nhiều cơ hội sống sót hơn, Linh Tê Lộc Yêu Vương đã tạm thời đưa lại cho bọn họ 3 trận bàn để sử dụng. Làm Đường Tam tán thưởng vị Linh Tê Lộc Yêu Vương thêm mấy phần, chính là trong quá trình nghiên cứu trận bàn, hắn không cưỡng ép mở ra khiến cho chúng bị hư hại. Thăng Linh Trận phát động, Vũ Băng Kỳ cùng với Cố Lý một trái một phải đứng bên cạnh Đường Tam, Trình Thử Tranh bay lên trên không trung, trên người kim quang vây quanh, kim bằng biến phóng thích ra. Nhưng lúc này, Đường Tam đã sải bước ra khỏi phạm vi của Thăng Linh Trận. Nguyên nhân rất đơn giản là sư hổ kiếm thánh phía đối diện cũng đã sải bước, đi đến chỗ Đường Tam, đối mặt với đối thủ làm hắn hứng thú, nội tâm vốn bình tĩnh đã thiêu đốt lên trên chiến ý. Đã đến cảnh giới này, đối thủ không đánh giá để hắn coi trọng hay có thể làm cho hắn toàn lực ứng phó thì chỉ trong chốc lát là có thể đoán được. Mà bây giờ, đối thủ nằm trong tay chiến trùy, thân thể dường như đã hoàn toàn hòa thành một thể với trùy, trong mắt hắn là đánh giá để hắn toàn lực ứng phó. Dù đối thủ ở trong mùa khác sẽ bị hắn chém nằm đôi, nhưng ít nhất thì hắn cho rằng đối thủ này đáng để hắn tôn trọng. Ngọn lửa vàng rực ngay lập tức bốc lên trên người của sư hổ kiếm thánh, quang diễm hừng hực, nóng bỏng vào thần thánh bao phủ thân hình của hắn làm hắn càng thêm nghiêng ngang. Trong tay của hắn, thanh trọng kiếm đã dài quá 7 thước, rộng chừng thước rưỡi trong nháy mắt đã chuyển sang màu vàng. 3 bước đầu hắn không đi nhanh, nhưng đến bước thứ 4 hắn đã lao tới, tay phải lùi thanh trọng kiếm bên người, chạy băng băng về phía Đường Tam. Mỗi bước chạy tới, khí thế trên người của hắn lại thêm cường thịnh, hỏa diễm trên người càng thiêu đốt mãnh liệt hơn. Trên khán đài, người chủ trì có chút kinh ngạc nhìn sư hổ kiếm thánh. Về vị này, nhìn qua bao nhiêu trận tranh tài của hắn, nó đã quá rõ ràng. Trạng thái trước mắt đây chính là hắn đang dùng toàn lực. Công kích như vậy đối phương sẽ không thể chịu được. Vậy là muốn trong 3 phút kết thúc tranh tài sao? Không, không thể nào. Nếu thực sự xảy ra như vậy, nó sẽ bị trách phạt. Chắc chắn lần này, chắc chắn sẽ thật sự chắc chắn sao? Ngay khi sư hổ kiếm thánh bắt đầu phía nước đái thì Đường Tam cũng mở ra bộ pháp, cũng chạy nhanh về phía đối thủ. Bước chạy của họ có chút giống nhau, tốc độ tương tự nhau, cơ hồ cùng lúc nhảy lên cao lao về phía nhau. Quang diễm hừng hực màu vàng trên người của sư hổ kiếm thánh bộc phát, nhưng khi hắn bay lên trên không trung, tất cả quang diễm màu vàng giống như chằm sông đổ về một bé chảy xuôi vào trong thanh trọng kiếm. Thanh kiếm hoàng kim trong trước mắt này đã đánh xuống đỉnh đầu của Đường Tam. Một kiếm này là tinh thần khí hợp nhất, huyết mạch cùng mỗi lực lượng kết hợp hoàn mỹ. Trong mơ hồ, người xem dường như nhìn thấy phía sau sư hổ kiếm thánh, toàn bộ không gian đã biến thành màu vàng và có một đầu mãnh thú to lớn ngửa mặt lên trên trời gào thét. Đối mặt với một kiếm này, thân hình của Đường Tam nhìn qua nhỏ bé như vậy, giống như là một hạt bụi giữa một trời tràn ngập phong mang, trong chớp mắt sẽ hoàn toàn tiêu tán. Kim quang rơi xuống, thân ảnh kia cơ hồ trong nháy mắt chia làm hai nửa, ngay lập tức trên đài phát ra nhiều tiếng kinh hô, nhưng mà người sáng suốt lại giật mình phát hiện, hai nửa thân ảnh kia là hai đạo thân ảnh hoàn chính, cũng không phải là bị chém ra. Sự kinh ngạc hiện lên trên trong mắt của sư hổ kiếm thánh, hắn cưỡng ép thu về trọng kiếm, kim quang từ thân kiếm quay lại trong cơ thể, ngay sau đó kim quang từ người hắn bộc phát ra một tiếng nổ trầm thấp, dường như muốn làm nổ tung toàn bộ không gian. Một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, lấy thân thể của sư hổ kiếm thánh làm trung tâm, kim quan vòng ngoài nổ tung, mà bên trong kim quan kia có một vòng tròn gọn sóng màu đen bám xung quanh người của sư hổ kiếm thánh, như thể nó đã xé rách không gian mà vào. Hai thân ảnh lướt qua hắn chập chờn một hồi rồi nhanh chóng lao ra ngoài mấy chục mét, thoát khỏi phạm vi kim quang bắn ra. Sau đó hai thân ảnh hòa làm một, phiêu diêu rơi xuống đất mà không dính một hạt bụi nào. Bên kia sư hổ kiếm thánh cũng rơi xuống đất, ánh mắt ngưng trọng. Song phương đối mặt nhìn nhau ở khoảng cách mấy chục mét cũng không nóng lòng xuất thủ. Đã xảy ra chuyện gì?
99% khán giả đều không rõ ràng chuyện gì vừa phát sinh, còn khán giả có thực lực cường đại thì lúc này lại rung động mãnh liệt. Ánh mắt của Từ Nho có chút ngốc trệ, giật mình khi mà thấy cảnh tượng vừa rồi, mà Quan Long Giang, Mộc Ân Tính cùng với Mộc Vân Vũ những tưởng rằng Đường Tam đã bị đánh chết thì trợn mắt há hốc mồm ngồi xuống vị trí của mình. Giống bọn họ cũng còn có những khán giả nhân loại kia. Hắn... Từ Nho ngập ngừng nói ra, khóe miệng Trương Hạo Hiền co rút lại, hai tay không biết khi nào đã nắm chặt thành quyền, nhưng vẫn thì thào nói.